Nhưng mà tôi tuyên bố luôn, tôi đái lên game, tôi đái lên game. Game này cũng vậy, tôi đái. Game này tôi đái. Mà đái đi đâu thì tôi chưa biết. Cảm ơn Lê Phát. Mùi sủa dơ tụi nó chửi là đúng không bênh AB được. Ôi dồi, hết hồn. Em đi thay quần cái rồi vô. Dạ, rồi, xin phép mọi người tôi tắt cái tí đồ đé xíu nha. Đái ra máu. Cảm ơn Thâm. Đưa ngón tay cho ông già. Cái gì vậy má? Cái gì cạc cạc đây vậy? Cái gì cạc cạc vậy? Nhỏ nhỏ volume lại ha. Đưa ngón tay cho ông quỷ già. Hôm nay là chúng ta sẽ đi tìm, đi tìm thần chú âm binh. Cảm ơn Nguyễn Vũ nghe, của ông quỷ già. Ông lấy cái món đồ này để làm gì? Già cả rồi, chơi mấy cái trò đi mạo hiểm quá. Ông già ơi, ông già ơi, ông già ơi. Ủa, alo. Ủa, dạ có rồi. Ba ơi, cháu tìm được một ngón tay người rồi ạ. Đâu, đưa tao xem nào. Dạ, đây nè. Tốt, tốt lắm nhá. Bây giờ cầm lấy cái này và kích thích công việc của mày đi. Lại tiếp tục à. Lại tiếp tục công việc thì mẹ mày tiếp theo của mình à. Có khắc được cái cọng dây xích ra không nhờ? Hay là đụng nó bắt buộc mình phải làm vậy nha. Đéo dùng được. À, lão già cho mình cái chìa khóa. Ông già ngoài nhỏ đưa cho mình cái chìa khóa. Cái này sẽ mở được phòng ở bên trong. À, mở được một căn phòng ở bên trong à. Trong nhà hay là phòng này? Phải thử hết nha. Phải thử hết nha. Thử hết tất cả những căn nhà bên trong nha. Cửa này mình mở rồi nè. Vậy là còn cửa trên đây. Cửa này mình chưa mở. Chắc chắn là cửa này. Không nhìn được. Cửa này mở rồi. Vậy là cửa trên phòng đến đây rồi. Mẹ mình lên tới trên sân thượng à. Trời ơi. Chị Dung, chị Đậu, chị Vũ, anh Lon. Ủa vậy tính ra là phòng nào ta? Ơ à, phòng nào mình chưa mở nhờ? Hay là phòng ngay nhân chủ, ngay nhân chủ mình ta? Cảm ơn ba Sơn nha. Anh ba ơi, âm thanh bị mờ quá, kéo volume lên tí à. Rồi. Phòng này ha. Không dùng được ha. Ờ. Vậy là ở đâu anh em nhờ? Bữa nay hết rồi mày nhờ. Bức ảnh gia đình này mình lấy rồi mà. Coi rồi mà. Hỏi chứ, bây giờ mấy anh em thì chắc anh em sẽ coi hết rồi, cho nên tôi phải hỏi mấy anh em chứ. Hỏi nhẹ xương xương chứ. Vậy là ở dưới rồi anh em ạ. Vậy là ở dưới rồi.
dưới vậy hai phòng bên ngoài hết ha. Hay là phòng này nhỉ? Ồ, mình quên, mình còn cái phòng này. Wow, ở máy gym chưa? Wow, dữ nha. Dữ nha ngoại. Phòng này là phòng mai à. Ê, ơi, phòng này là phòng may đồ à. Ê. Nó ma vậy? Ảnh thờ người đàn ông, một trong những ảnh người đàn ông có lẽ, một trong những ảnh thờ của người đàn ông có lẽ là một trong hai người nằm trong quan tài, điều khủng khiếp gì đang xảy ra ở đây đây? Nhặt cái ảnh thờ luôn. Người phụ nữ, nhặt luôn. Nhặt luôn. Nhặt hết. Đóng lại, chú ở đây đâu bói gọn nha. Ủa, tụi bay thấy tương tác được cái gì đây mà? Chỗ này hình như để anh thờ người đã khuất. À, sẽ để hai di ảnh lên. Ủa? Ủa? Chỗ này hình như thiếu di ảnh người đã khuất. Không phải chủ nhà ạ. Đi mẹ mày, em có phải chủ nhà đéo đâu. Cái gì đấy? Đèn à. Cảm ơn đã xã hội nha. Một tờ giấy khai để vay vốn từ ngân hàng, người đứng tên là Bùi Thị Dung. Giấy vốn 100 triệu, tuy nhiên giấy này đã bị ngân hàng từ chối cho vay. Từ chối cho vay. Sổ kinh doanh. Một tờ tổng kết tình hình kinh doanh tháng 7 năm 1994 của một cửa hàng quần áo Vũ Dung. À, là ông Vũ với là bà Dung. Kết quả là lỗ nặng, có vẻ đây là cửa hàng của gia đình, của ngôi nhà. Mày làm ăn lỗ dữ vậy? Làm ăn lỗ vậy hèn chi đủ. Má mày bà vợ bà mê tích dị đoan là đúng rồi. Còn gì nữa không? Hèn chi bà vợ bà mê tính là đúng mẹ nó rồi. Ê. Cửa đâu? Cửa đâu? Ê! Rồi đi đâu nữa? Rồi đi đâu nữa?
Cái đâu nữa? Tầng he. Tầng he số 1. Đi ra đéo được. Đi ra đéo được. Ui lại đi ra đéo được anh em ạ. Giờ đi đâu nữa anh em nhờ? Năm con tòa he hả? Kiếm trăm con tòa he hả? Chị ơi! Chị ơi! Tình trạng trầm cảm sẽ nhanh thôi. Nó không uống, nó không uống. À này, có điều những loại thuốc này chưa được hợp pháp cho lắm. Cô nhớ giữ kín chuyện này nhé. Cô biết rồi. À này, còn cái khoản tiền cô muốn vay bố cháu ấy. Cháu sẽ về tác động với bố cháu, chắc sẽ ổn thôi cô ạ. Dù gì hai gia đình rồi cũng trở thành thông gia thôi mà. Đúng đúng, cháu nói phải lắm. Còn còn thằng sinh viên nghèo kia ấy, cô sẽ có cách giải quyết để con Linh phải quên nó đi. Trời ơi, tính ra đủ má bà mẹ bà ác nhờ. Tính ra bà mẹ đủ bớt nghe cái thành lời cái thằng lồn kia xong rồi đủ má nó cho con bà uống thuốc nhờ. Đây là lọ thuốc không nhãn, bên trên có rất nhiều viên thuốc khác nhau nhưng không phải là bất... không có bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào hết. Đơn thuốc, thuốc trắng hai lần sau bữa ăn, thuốc xanh một lần sau khi ngủ, rồi thuốc vàng là hai lần sau bữa ăn. Bác nhớ đốc thúc em nó uống đầy đủ, nếu đau đầu thì mua thuốc giảm hạ sốt. Đủ má khùng, cánh cửa cũng lạnh, cần cái thứ gì đó để lại ra. Hôm nay đỡ sợ hơn qua anh em ạ. Hôm nay tôi đỡ sợ hơn qua rồi anh em ạ. Đỡ hơn rồi đó, có Louis Edit nha. Đỡ hơn hôm qua ha. Đỡ hôm bữa ha, đỡ hơn á. Tìm cái cây để nại cánh cửa ra, đỡ hơn nha. Đỡ hơn nha. Cái kéo nè. Lấy kéo nè, lấy kéo nại ra nè. Cái này cắt chỉ hả? Radio nè. Kéo nại được không nè? Nại ha. Vậy là phải lấy cái xà beng. Và cái xà beng là ở đâu? Cái xà beng là ở dưới cái đường, cái nhà bên dưới này. Nhà bên dưới này. Kiếm cái xà beng. Cái xà beng. Hay là mình lấy cái kéo đó. Ủa mà tôi tắt được cái gì đây vậy? Ủa mà nãy tôi nhớ tôi thấy tôi tắt được cái gì đây mà nè. Cái kéo này để cắt tóc hả? Có khi nào mình cắt tóc mình đưa cho nó không ta? Nại được nhờ? Chắc lẽ phải nại được chứ nhờ? Không dùng được.
dùng được. Bây giờ kiếm xà beng ở đâu anh em nhỉ? Ở trên lầu 3 hả? Tôi biết thấy lồn là mấy anh em cũng coi trước hết rồi. Cho nên là thật Bí có phải hỏi đấy. Bí cái là hỏi ngay, đây rồi. Đây. Ui, hình như có hình cái mặt đúng không? Trời ơi, đi con mẹ mày. Ôi trời ơi. Ôi đi mày, cái hình này là hình của bả hay gì vậy? Trò chơi xếp hình à? Trò này tôi biết. Trò này tôi biết. Trò này tôi biết. Trò này đủ má mà hồi xưa chơi hoài. Cái đầu đưa lên cái đi. Đưa cái đầu đưa lên cái đi. Cái đầu. Con cá hả? Con cá nằm bên đây. Đây là cái đầu con cá bên đây. Đầu con cá bên đây. Chân à, bây giờ từng cái rồi đi nhờ, mình phải làm từ dưới trước, từ dưới trước thì cái chân này, cái này đúng không? Đúng rồi, chân bên đây, chân bên đây, cái này lên trên. Mày cái này tới sáng quá ta. Cái này chắc tới sáng nhờ. Tới sáng không nhờ? Tới sáng á. Cái này tới sáng á. Wow. Wow, máy zin. Chân con gà. Cái chân con gà là ở dưới này, ở bên này hả? Mẹ mày sao đưa nhầm nó qua bên đây ta? Chân của em gà bên này mà mình đưa nhầm nó qua bên đây ta? Đẩy cái chân này lên tới mày trên đây dữ vậy trời, cái đụng má nó chứ.
đây đây, từng chút một nha, từng chút một nha. Cái này không có dội được nha, Sài Gòn không sắm dội được đâu nha. Sài Gòn là không dội được đâu. Sài Gòn là không dội được đâu nha, không dội được đâu nha. Ui chết mẹ rồi, thiếu góc dưới này nhờ, thiếu góc dưới này nhờ. Cái giò nó ở đâu ta? Cái giò này đúng ta? Cái giò này đúng ta? Sài Gòn không dội được nha. Ủa kỳ đúng rồi. Vậy là cái góc này thì mẹ để không hả nhờ? Góc này để không hả ta? Dùng lên cái góc trên đi. Dựng lên cái góc trên đi. Video nó nhọn nha. Đây 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 đây, cái chân này nè, cái chân này mình phải đưa xuống đây, cái chân này mình phải đưa xuống đây. Đây cái chân này, thấy cái chân rồi, thấy cái chân của nó rồi. Giờ nha, này xuống đây này, này được rồi đúng không? Được rồi đúng không? Mày cho mấy cái trò chơi này để chi không biết. Mệt ghê á. Chứ game mày vất vả quá. Cái này qua đây. Chứ game mày vất vả với nhau quá. Làm game mà mày làm game ra dễ ghê á. Làm game ra dễ ghê, tức ra dễ quá trời. Con chỉ là quản ngại, tức ra dễ quá trời à. Con suy nghĩ thật nha, dầm bà mấy con game này. Gà dễ với ai? Gà dễ với tôi. Không, không lẽ là nhổ răng từ cái xác này à? Wow, nhổ răng à? Nhổ găng lấy cái kềm hả? Sao được? Lấy kéo nhổ à? Lấy cuốc nhổ à? Ơ? Nhổ găng đáng lẽ phải lấy kềm được chứ nhờ? Kỹ ta, cảm ơn UBC nha các con em. Ủa nhổ găng không lấy kềm được nhá. Kềm này nhổ chỗ nào à? Trời ơi, đi mẹ mẹ anh em. Kềm này anh em để vô cái găng xong anh em đẹp vô, anh em đứt găng cái là nó ra rồi. Anh em bị sao vậy? Vẫn được mà anh em. Rồi bây giờ mình có cái gì? Mình có được cái chìa khóa. Chìa khóa ẩn bên trong vừa được chơi nó sẽ mở được cánh cửa rồi đây.
còn bao nhiêu cánh cửa mình chưa mở. Cửa trên này mình chưa mở. Ê, có người nào mở? Nhà này thì còn có đúng cái cửa này thôi đúng không? Cửa đã mở rồi. Vậy là lên mẹ mày cái cửa nhà Mai dưới rồi. Lại gặp anh bơi hình nộm ở dưới rồi. Còn đúng cái cửa nhà Mai dưới. Nhà cặt giờ chọn nhiều cửa thế. Bé ơi. Alo. Ủa. Ủa alo. Ia thì con mẹ mày tìm dụng cụ. Sao mình đi ra ngoài đường luôn vậy? Ơ. Để mình chạy được không? Ra tới đây luôn hả? Cái này cửa sao? Ôi trời ơi. Kìa mộ quá. Chị ơi. Sao á? Anh chị ơi. Anh chị ơi. Cái này chắc là con gái với lại điệp là con trai của Bảo á. Ủa con gái với chồng Bảo á. Hình như có thứ gì đó sau đám cây dùng tay không lấy được. Dùng tay không lấy được. Lại thêm một em tò he nữa. Tìm thêm được một em tò he nữa. Là 3 em, 5 em đúng không? 5 em là kết thúc đúng không? Cảm ơn Radio Bỏ Dọn nha. 5 em kết thúc đúng không? Kèm lên bẻ gan. Lên nhổ gan em đó coi. Nha sĩ tới đây. Cảm ơn em nhiều nha, muốn biết nghĩ nha. Ơ ơ bé ơi. Răng bé đâu? Eo, 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 eo. Chết mẹ rồi, cháy bóng đèn rồi. Bây giờ vô kiếm gì đây đây? Gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì tôi nát được nè? Chỗ ngồi chậm nha. Ủa cái gì tương tác không được nè. Cái này là bình bông. Tỏi quá.
Giờ tiếp theo làm gì nữa? Phòng bên kia đi anh ba. À đây 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 đi con mẹ mày, em về đây rồi. Ôi em về đây rồi. Ui. Một chiếc trang vui vẻ ra bên trong miệng xác phụ nữ trong lạnh nông già dưới nhà nói cần xứng đẹp có thể giúp mình ra khỏi đây. Xin lỗi chị. Ma xui quỷ khiến. Em mới ghé căn nhà này. Em xin cái găng của chị. Ma chê quỷ hờn chị. Đừng hù em nha. Rồi bây giờ mình còn lọn tóc rồi đúng không? Còn lọn tóc là phá đảo rồi đúng không anh em? Rồi. Easy. Easy. Có rồi. Có rồi. Cháu tìm được thêm chiếc răng rồi ạ. Dạ. Bác anh Linh ạ. Tiếp tục công việc của mày đi. Còn một thứ nữa là cái phần đó. Chưa gì chứ anh em nó phát anh đi tôi là biến chơi luôn đó anh em ạ. Chưa gì đi mà mày thì chán chơi luôn á. Kiếm đủ tòa he à, kiếm đủ tòa he thì mới đưa điệp lại bài đồ à. Bây giờ mình chơi mà mình để ta nghe ngoài nha anh em nhé. Khúc cuối rồi tôi chơi tôi để ta nghe ngoài nhá. Cho con Chí Lê. Phải để ta nghe ngoài nha mày. Cứ để ta nghe ngoài thì là mình sẽ tự tin hơn. Bây giờ cái lọn tóc. Bây giờ kiếm cái lọn tóc. Chương 5. Chương 5 rồi. Chương cuối cùng đúng không? Chơi game để phá đảo không quan trọng cái kết. Đúng rồi. Chuẩn 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 chuẩn. Hai tòa he. Mới nãy là 5 con tòa he đúng không? Mới thằng kia nó nhắc là 5 con tòa he. Bây giờ mình phải kiếm thêm 2 con tòa he nữa. Cái này để cắt cộng dây xích bên ngoài. Thú. Tự tin luôn, điện mạng mình cởi tai nghe ra là tự tin di chuyển luôn. Tại vì trong cái radio này nó có cái giọng của điệp đàn ông kia. Nó có cái giọng của ông kia cái gì kêu cú 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 gì kìa. Tôi bỏ lỡ khúc nghe này rồi. Cảm ơn Ten nha. Bị bỏ lỡ khúc nghe á. Nhiều khi cái ông đó là cái ông chồng của cái bà này á. Kêu cú gì á, cậu cú gì đó. Mở đèn lên được không? Ý, bướm không vậy? Eo. Rồi để đeo đi. Đó đây vô nhọn nha. Mở được cửa phòng rồi nè. Mở được cửa phòng rồi nè. Thế anh nó có gọi mình không? Cái
nào tò he đủ má mày nó để trong phòng mình luôn không ta? Bây giờ kiếm thêm hai em tò he nữa hả? Quạt. Nhà thì điều kiện đầy đủ mà đủ má mày ở như trong nhà đủ ma ám là chết rồi, Phật tiên lên đánh lợi rồi. Ôi thế anh alo alo, có nghe thấy tao nói gì không? Alo, thế anh đấy à? Alo, ô có không nghe thấy gì cả? Ok có cái bát không cho mày khi người ta mới cứu được nhé. Cảm ơn tem nha. Bạc phu nam sao mà bạc phu nam được khùng. Ngoài ba người trong gia đình đã chết, đêm đó còn có một thanh niên được phát hiện là treo cổ cùng cô gái trong phòng. Theo điều tra, thanh niên này là người yêu của cô con gái, và đêm xảy ra án mạng đã treo lên tầng 2. Tầng 2 vào nhà, treo lên tầng 2 vào nhà là sao? Tầng ở trên tầng 2 đúng không? Đã trèo lên tầng 2 vào nhà, hình như là cả hai đã giết thương cho nhau hẹn nhau rồi tự giỡn. Ôi trời ơi, gia đình này nhờ vả cánh báo chí để không đưa tin. Chị đúng không? Là chị đúng không? Là chị đúng không? Chị Mai Linh này đúng không? Chính chị. Lời dạy của thầy, nhà này điều trị thần trùng ám nên mới chết cả nhà, nếu không ngăn chặn sẽ còn nhiều người phải chết. Chính đứa con gái vì hận cha mẹ nên đã khai tên hai người với thần trùng, dẫn đến việc họ bị thần trùng lấy mạng. Vậy là nhỏ gái này chết trước, sau đó là nó đủ máu đưa tên cho được bà mẹ ông bà già của nó, là bữa nay đám tang bà già nó ở dưới. Mày kinh chưa? Bạn gái đau lột chưa? Trong đám tang riêng quan tài đứa con gái phải đặt riêng ở phòng kính, chiều quan tài không được quay ra cửa. Sau đám tang phải đưa đi tiêu sát con gái, sau đó thầy sẽ lập lễ nhốt linh hồn mãi mãi để không cho nó tiếp tục khiến thêm người nhà phải chết. Tro sẽ được cất giữ ở một nơi bí mật nhà này. Wow. Còn mấy diêm chưa? Bên này có thằng con trai. Vậy là thằng con trai này là bồ của con này rồi. Bồ con này rồi, thắp hương. Thêm một em tò he nữa. Vậy là mình phải kiếm thêm một em nữa là đủ đúng không? Bên kia, cháu hỏi bên kia. Sợi dây thần để thành gì đây, treo cổ đó má. Mẹ mày hai cọc này để treo cổ đấy. Hay là treo tòa he. Hay là đưa cái cổ tao vô. Hả? Mai Linh? Đợt trước chơi demo là mình sẽ phải hát nghe mà. Có cái bó nhang này như thế này không? Hay là treo hai em tỏa hè lên? Thank you.
hai anh chị đi, mẹ mày chết thiên khắc thiên đủ, mày đừng có hại em. Hai anh chị cái gì vậy? Một nắm tóc. Một nắm tóc. Em Mai Liên, mời em lên đây. Mày bây giờ quá thân thành em Mai Linh nè. Bây giờ có cả quá thân thành em Mai Linh nè. Cắt nhập cắt xuống. Mở em lên đi. Có mở em mà 32 phần cả 32 no đó. Học gì vậy? À lớp hình học à. Wow. Wow. Hình học không gian à. Thầy nghe nói rằng gia đình em có sự tác động dẫn tới việc bạn Long bị buộc phải thôi học. Đâu có. Em có biết Long là sinh viên ưu tú của trường ta không? Chỉ vì cái chuyện riêng tư của em mà làm ảnh hưởng tới tương lai của cả một con người đấy. Em về nói chuyện lại ngay với gia đình đi. Dạ. Trời ơi. Cái gì vậy? Những cái mắt soi mó à. Sầm xì à. Lớp này nhiều chuyện lắm nha. Chuyện yêu đương của người ta, chuyện gia đình của người ta nha. Cái lớp này nhiều chuyện lắm. Mấy cái em lớp này nhiều chuyện lắm nha. Cái gì vậy? Nghe tiếng cọc cạch gì đây vậy? Thằng nào chạy đó? À, tính ra cái con nhỏ đó nó muốn giúp mình á. Nó không có hại mọi người à. Nó giúp mọi người à. Nó đưa lọn tóc cho mình luôn mọi người à. Bây giờ đưa lọn tóc xuống cho ông nhà đi. Đưa lọn tóc xuống cho ông nhà đi. Là được ba cái rồi đúng không? Ba cái rồi. Ba cái rồi. Và con đĩ già này là ai ta? Ờ là cái ông mà mua luôn cái nhà kho này đúng không? Con đĩ già này có liên quan gì tới cái gia đình này nhờ? Sao rồi? Cảm ơn em nhiều Hoa Nguyễn nha. Bác ơi, cháu tìm được lọn tóc rồi ạ. Đâu, đưa tao xem nào. Ủa, thương nó. Cuối cùng thì ta cũng đã có một tí tiền cần. Từ thì mày quen nhà đi, chờ tao một lúc. Công việc ta sẽ bỏ mày. Ông ơi. Ông ơi. Nói thì tôi lại tìm ba cái giúp cắt cửa liền mà. Bây giờ tìm ba cái đủ má khi về nhà nữa. Nhổ răng thì cũng nhổ rồi, tóc thì cũng lấy rồi. Bây giờ nó quay ra nó báo con sao? Dạ. Đủ đi mẹ nhà ông nữa. Trời ơi, đủ má này đúng kiểu cu ly luôn anh em à. Biết kệ tôi kêu đụ má mày sao ông không ngọt, ông đi ông nhổ đi đụ má ông. Đừng tưởng già muốn làm gì làm nha. Ê,
gì vậy? Về về phòng. Ủa về phòng mày đợi vậy luôn hả anh em? Ủa? Kiếm con tò he cuối à? Kiếm thêm một con tò he nữa hả? Tò he nó ở đâu vậy? Tò he nó ở đâu vậy? Ê, ổng có cho mình cái gì không? Ê, bữa nãy ông có cho mình cái gì không anh em nhờ? Quái lạ, sao lâu vậy rồi mà không thấy ông gọi mình nhờ? À, mình phải xuống kiểm tra xem sao. Wow, phải đi xuống. Quay lại phòng già. Cảm ơn chào Trung Quốc nha. Cái kềm cắt sao, cái kềm cắt sao không thấy xài nhỉ? Xài không được, cắt bên ngoài xài không được, bữa nay cắt rồi, cắt thử nhiều cái lắm rồi. Mẹ mày, đáng lẽ ra kềm nha, kềm này nha là phải cắt được luôn cái này nè, nó mất dạy. Cắt được hết mấy cái cửa này nè mà nó đéo cho dùng, nó mất dạy với tôi. Ủa? Ông già đâu? Hằng ngày giờ tí phải thực hiện lễ cúng với các đại vật bên dưới, một cái thủ lợn, một bát tiết lợn, đi sôi chát, đi buồn nếp. Khi cúng gần thành tâm cũng trăm lần tên họ, các người muốn gọi hồn. Tuy nhiên việc gọi hồn này có thành công hay không còn tùy thuộc vào căn của người gọi hồn, người sống ở trong khu vực gọi hồn. Nếu căn của người gọi hoặc người sống trong khu vực gọi hồn không phù hợp thì có thể khiến cho hồn ma tức giận và gây nguy hiểm cho người đó. Nếu gọi hồn thành công, không những sẽ thấy hồn ma mà còn có thấy được trực tiếp mà tôi chắc họ nắm giữ trước khi qua đời như vậy. Đủ má mày rảnh ghê á. Thầy rảnh ghê á. Cái nhà ông này ghê quá. Nhà ông này nguy hiểm quá. Một cái sách cũ nữa, nhiều trang bị xé đi. Tuy nhiên vẫn có cách để những kẻ tội phạm tài trời này, phạm tội tài trời này như vậy thoát cảnh xuống âm ti địa ngục. Đây là phương thức quý truyền thường được một số kẻ áp dụng thành công hay không thì không biết, nhưng xét theo sự kinh khủng của hình phạt dưới địa ngục thì họ vẫn mạo hiểm thực hiện. Đầu tiên, kẻ gây tội cần lấy những thứ thuộc về thân thể của người mình từng làm hại, thường là tóc, răng, ngón tay. Kẻ gây tội cần lấy những vật thuộc về thân thể của người mà mình từng làm hại. Wow. Thì tao liên quan gì tới đây? Tóc, răng hoặc ngón tay, tứ chi, nếu không thể lấy được chúng vì họ đã qua đời thì cần thực hiện nghi thức gọi hồn cổ xưa. Vậy là con đĩ già này nó gọi hồn, nó gọi hồn lên đủ má mà nó không chịu, nó không chịu đi kiếm, nó gọi cho tao. Trời ơi, ai mượn mày? Mày ra vẻ ghê. Trời ơi, đủ má mày nó gọi cho tôi thấy mọi người à, để tôi đi lấy cho nó. Sau khi thấy lượt những vật trên rồi, vào nồi sắt, cho vào nồi sắt cùng bột thạch tín. Ồ, thạch tín là chất kịch độc nha. Sa nhân, chu sa, chu hoàng, phát, đông trùng, hạ thảo. Sắc xong uống ngay khi còn nóng. Wow, sau khi uống lập tức chui vào chỗ tối tăm không ánh sáng, ví dụ trong nhà tường lớn, để nước này nó ngấm dần cơ thể, thanh lọc hết những tội lỗi mẹ cả để tường thực hiện đó. Nếu tội lỗi thì chướng lớn quá
trong lòng cái đứa lại chưa sửa cãi rất có thể. Thể cái gì? Trời ơi là trời. Thể cái gì thì không nói. Sau khi chết chỉ có thể hủy xác, có thể bị hủy hoại, còn linh hồn thì vẫn tồn tại tùy theo công tội. Khi còn sống thì linh hồn mới được lên trời và có niết bàn, đầu thai làm người hoặc xúc vật, bị đày xuống đáy địa ngục đấy, bù đấy, bị bù đấy, là villa đấy, xuống đáy xã hội chứ. Ủa này đáy địa ngục nha, tôi tưởng đáy xã hội. Địa ngục là nơi coi là nơi lâm giam giữ trừng phạt các linh hồn tội lỗi. Trong thập bát nê lê kinh, địa ngục à, viết sai chính tả nha. Địa ngục được chia thành 18 tầng xếp theo thời gian ngắn chịu tội và đẳng cấp, và đẳng cấp nặng nhẹ của tội hành. Nếu lấy thời gian thọ mệnh ở địa ngục so sánh với lại thời gian ở dương gian thì một ngày ở địa ngục là bằng 1.750 năm tại trần thế, nhẹ nhất cũng phải được mẹ mày ở đến 1.000 năm, tức là 13 tỷ 500 triệu năm mới hết thọ, thoát địa ngục và chuyển sang ngục khác. Trời ơi. Trong số những kẻ bị lưu đày xuống các tầng địa ngục, đáng sợ nhất là những kẻ sống nói dối, lừa gạt người khiến cho gia đình khác ly tán gặp mất mạng. Những kẻ này sẽ vào bạc thiệt địa ngục, tiểu quỷ sẽ banh mồm rồi dùng cái kềm sắt gấp cái lưỡi rút ra, sau đó là nói dối là bị cắt lưỡi nè, nói dối bị cắt lưỡi nè, sau đó tới thiết thụ địa ngục để treo thân lên cây, và hàng ngàn hàng dạng gai sắc nhọn như lưỡi dao. Chưa hết, cuối cùng sẽ bị đưa tới chân lung địa ngục và bị nhốt vào cái lòng chân. Không chỉ như vậy, sau khi chân xong rồi để gió lạnh thổi qua khắp người. Wow, ghê chưa. Ông già này xúc cắt à. Có nhiều tài liệu trong phòng này mình phải xem trước đã. Còn tư liệu là nữa hả? Một cái chìa khóa. Ui điệt mẹ mày, thuốc này là thuốc ông già đưa à. Cho Nguyễn Thái Bình nha. Ui điệt mẹ mày, thuốc này là thuốc ông già đưa nè. Ông già này hại rồi. Wow. Cảm ơn Trang 66. Trang 66 về hiện tượng thần trùng. Từ lâu người ta đã biết rằng đó là một con vật giống như loài chim có màu đỏ. Có một màu đỏ đã tra tấn đánh đập linh hồn vào lúc đêm khuya, buộc cho hồn ma phải khai ra tên tuổi của cha hoặc mẹ con cái để bắt hồn người ở trong khoảng thời gian gần người thân của người chết còn chịu tan. Vì vậy dân gian gọi là trùng bắt. Có thể nói đến là chích trùng. Tuy nhiên theo đồn đại của người xưa thì đánh tập linh hồn con khai ra tận tuổi người thân với mục đích là trả thù trước thời sự thời. À vậy là cái con nhỏ mang linh này thì mà mày nằm trong trường hợp thứ hai, mọi người là nếu cần bị đánh là cũng tự khai, người không đánh mà khai đó. Cũng có trường hợp hai hay nhiều người cùng chết ở một chỗ, thần trùng trả khảo người này không được nhưng người khác chết cùng chỗ lại khai tên tuổi của người thân kia, mục đích cũng không ngoài việc trả thù. Trường hợp này gọi là mượn dao giết người, là tội ác cực kỳ nghiêm trọng, đến nỗi thế hệ sau những kẻ gây có thể phải chịu quả báo. Wow, vậy là có hai đứa chết, vậy là nhà này có hai đứa chết mà điệp mà mày nó có mối thâm hận với lại bên đây. Có thể là con Mai Linh, cũng có thể là người yêu của Mai Linh là thằng Long đấy. Là có thể là hai đứa này, một trong hai đứa này nói ra tên tuổi của ba mẹ của được bà mẹ con Mai Linh để treo cổ lên. Wow, vậy là tôi nghĩ nha, nếu như mà gọi là theo phân tích bình thường thì mọi người sẽ thấy là điều mà mình giống như kiểu là mọi người sẽ thấy là con Mai Linh bị hại này nọ kiểu á, thì con Mai Linh bị cho uống thuốc nè, rồi bị chia cắt với lại người yêu nè, bị bắt ép hôn nè, thì nó tự sát, nó tự tử. Nhiều khi điều mà mọi người nghĩ là nó hận, nhưng mà không, thằng Long
thằng Long. Thằng đó nó sẽ hận. Thằng Long sẽ hận. Ghê chưa? Ghê chưa? Thằng Long nó chết xong điệp mạng nó gọi hồn. Tại vì cái tiếp theo là cái thứ hai, có cái thứ hai là có nhiều, có hai hoặc nhiều hơn điệp mạng, hai người ở chết chung một chỗ là hai đứa nó tự sát nhau, thì thân trùng điệp mạng này, thân trùng thằng này một dao giết người, thằng này một dao giết người. Con đĩ lồn này nó mượn dao, tại vì con Mai Linh á nhiều khi vậy thôi, cha mẹ mà thì cũng phải điệp mạng này tuân theo, nghe theo. Oh, wow wow, chỉ cái tiếng nghe hết hồn nha. Ai đây, ai đây, ông già hả? Ừ, còn sống luôn kìa, còn sống. Cái tái nó còn dừng dừng luôn kìa anh em. Chạy hả? Ra khỏi nhà hả? Hết rồi đúng không? Hết rồi đúng không? Chạy đi, sắp xong rồi hả? Nhưng mà có một con tò he mình chưa có đó anh em ạ. Mình đang còn thiếu một con tò he đúng không? Thì con tò he nó nằm ở đâu nhỉ? Có hình gì bà chịu nha. Tiêu rồi. Ôi, không đi được. Ở dưới đất à?
chứ. Ôi giời ơi, bắt em điên chứ, chưa tìm được được mà mày nắm có tỏa he. Một nam thanh niên được phát hiện đã chết một cách bí ẩn trong ngôi nhà trọ nằm trên đường Trần Duy Hưng. Theo thông tin điều tra ban đầu, nạn nhân chết vì lên cơn đau tim đột ngột. Đáng chú ý hơn, đó là cách đây gần 20 năm, tại đây cũng đã xảy ra vụ án tương tự với nhiều nạn nhân khác. Cho tới nay, cơ quan điều tra vẫn chưa đưa ra được bất kỳ lời giải thích nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị về vụ án bí ẩn tại ngôi nhà này trong các bản tin tiếp theo. Con ngớt nha. Anh ma không đủ năm tò he thì lúc đọc xong giấy kiểu gì cửa nó cũng đóng lại. À, phải điệp mà bị đủ 5 con tò he thì điệp mẹ mới được à. Vậy là đóng cửa là end game luôn rồi. Vậy là đóng cửa là end game luôn rồi. Các bạn đang nuôi sống tôi vô bằng cách mua sản phẩm. Con ơi trời đá nha. Chào Nguyên. Chắc hai là có cái hộp trên hình tượng. Hình như là con trong cái hộp đó đó anh em à. Hình như là trong cái hộp đó đó anh em à. Tôi nghĩ là cái con tòa he cuối cùng là trong cái hộp đó đó ta. Nó không cho thoát game luôn mày. Đi con mẹ mày, không cho thoát game luôn mày. Ôi đủ má mày, không cho thoát game luôn kìa. Happy ending thì sao nhỉ? Happy ending thành công. Tôi đã gặp good ending trong thần trùng. Cảm ơn em nhiều, coi như Trấn Khang nha. Good ending trong thần trùng là thằng này hả? Phải không? Mê game hả? À mê game à. Mê game. Thần trùng. Mê game. Secret ending à. Ôi vậy là tới, có tới 3 cái ending lận mọi người à. Từ từ nha, đợi xíu nha em. Mi game. Ngày hôm nay thì ba ending à. Cuối tuần và tôi đang rất là lạnh. Cái thứ ba hả? Từ từ để coi cái anh em. Thay mặt cho toàn thể anh em ở 500 anh em ở Mi Game, tôi sẽ ngồi mò cái secret ending ở trong tựa game này cho anh em xem nha. Đơn giản thôi anh em ạ. Đây, tôi đang đứng ở chapter 1, tại vì cái chapter 0 của nó thì nó không có cái gì cả. Cam bờ, không có gì cả. Cam bờ quá nha. Thì tôi có nghe một cái hint đến từ chính hay nhà phát triển. Tôi đang coi cái nó liên quan đến con chó. Ending. Còn một lát nữa con phân tích game liên quan đến con chó ở đây. Rồi, cái này quá quen rồi đúng không? À, nó liên quan đến con chó ở đây này. Đấy, thì tôi sẽ tìm cách gì đấy để gọi được chị Grab ra ngoài. À, vậy là cái này đủ má mày lúc đầu rồi. Vậy là cái này lúc đầu rồi. Cái này lúc đầu tiên muốn có là phải lúc đầu tiên anh em mà vừa mới vô. Ok, à. Cái này quá thuộc rồi kìa bạn. Nói thật là đội ngũ Mi Game cũng chảy ra chục vẩy để tìm cái secret ending này lắm rồi. Nhưng mà tìm mãi chưa xong. Tôi sẽ phải làm cái gì đấy. Má. Rồi, chào bác hàng xóm nha. Rồi đây, cháu nhặt cho bác đây. Đủ má anh em ơi. Chơi cái game thì ngồi đái lên đái xuống đủ mẹ mày ngồi đó đi mò. Trời ơi, nó cho cái gì đủ má, nó cho đi được rồi đi cứ đi tới luôn chứ ngồi đó mà mò mò cái con cạc. Đây. Bây giờ chơi lần nữa thì mò được. Em xả lập nhặt đồ anh em. Chơi lần nữa thì mò được, tại vì mình biết rồi, chứ mình sẽ không bị hù nữa.
chơi game đái lên đái xuống, sếp, khi đi mò đủ má mày sức được ending. Cái con cặn thằng này chắc nó cũng phải đái đủ má mày, nó cũng phải đái 8 lít nước rồi đó nó mới ra được, nó mới bắt đầu, nó thì mới nó bình tĩnh lại nó đi mò đó. Ui, tôi không biết là ngày hôm nay tôi phải xếp hình với bác bao nhiêu lần rồi, quá mệt mỏi. Nó đái chắc đủ má mày 8 lít nước à, cảm ơn Thiên nha. Rồi nhám chơi lợi đâu một, bây giờ chơi lợi biết hết rồi. Quý hoa quá, cái cháu đi đâu qua đây đấy? Dạ, không có gì bác ạ. Tôi không biết đây là lần bao nhiêu tôi làm cái hành động này rồi các bạn. Nhưng tôi tin lần này tôi sẽ làm được. Dạ là con tìm nhà số 4 mà mãi không tìm ra bác ạ. Bác có biết nhà số 4 ở đâu không ạ? Sao? Nhà số 4? Cháu có chắc không đấy? Đúng rồi. Tôi sẽ là. Nhưng có chuyện gì hả bác? Chơi mà chửi dữ vậy. Người đầu tiên tìm được cái secret ending này. Chính xác hơn phải là Mi Game Team là đội ngũ đầu tiên tìm cái secret ending này. Ghê vậy. Thấy là ghê vậy. Anh gì ơi, trông là cứ chơi mình. Em ở trên này này. Chào em. Đây, anh em nhìn thấy không? Đây là em Grab anh em ạ. Đây là cái em Grab ở trong cái trailer của thần trùng. Anh tìm nhà số 4 phải không? Bây giờ tôi phải làm cái gì đấy để cho em này xuống đây. Ừ đúng rồi em. Nhưng có chuyện gì vậy? Chị gái thuê trọ ở nhà đó tháng trước vừa bị viện em. Hả? Tại sao vậy em? Em tôi phải làm một cái gì đấy, một hành động gì đấy để cho em này xuống. Tốt quá nhá. Bóc tiền ra. Tốt quá nhá. Cảm ơn em. Em này không thực dụng nhỉ. Không chạy Grab thì cần tiền chứ. Chạy Grab phải cần tiền chứ. Đó, cười đó, anh cười đó, em cười đó. Khúc này em cười là như được mồi. Tôi nghe nói hình là con chó. Nên là tôi phải để đấy. Con chó nó có tác dụng gì đấy chẳng hạn. Coi book and deal. Tôi làm đủ kiểu rồi. Tôi làm đủ kiểu rồi. Em Grab đi rồi. Tôi sẽ phải đi tìm một cái gì đấy. Ủa vậy sao nó biết, nó biết rồi. À. Wow, ở đâu có chiếc xương ở đây nhờ. Đây là cái thứ. Ê wait. Đây là cái thứ mà bây giờ tôi mới nhặt được anh em ạ. 77-49 lần chơi game rồi. Đưa xương cho con chó ăn à? Thôi bà diễn quá bà ơi. Thử coi. Kìa, nghe tiếng chưa? À. Yes! Ghê. Hello em, vui rồi ôi. Ủa vậy thôi hả? Thì ra đây là cái secret ending mà đã khiến cho hàng triệu anh em game thủ hai ngày nay đau đầu nhức óc vì nó. À, vậy là cái secret ending là kêu được em Grab xuống chở mình đi chỗ khác mướn nhà trọ liền ngay lập tức. Wow, chở về đi kiếm ngay lập tức. Wow, khỏi chết, khỏi đau tim, khỏi chơi game, tốn 75.000. Wow, refund được nha. Chơi cái ending này là refund được nha anh em nha. Chơi cái ending này refund được. Hợp lý ha. Tuyệt vời luôn. Quá ư hợp lý luôn.